Trong buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố Bà Rịa kiến nghị nhà nước tiếp tục hỗ trợ người lao động, gia đình chính sách bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, quan tâm đầu tư hệ thống y tế cơ sở để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch trong thời gian tới. Cử tri thành phố cũng kiến nghị nhà nước cần xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan đến tham nhũng.